bốn của chú là bao nhiêu? 34 triệu. 34. Ừ. Trời ơi, tôi tính là cái này và cái cái kia hơn cái kia một đấy mà cái này đâu mắc hơn nhỉ? Cái cái kia không bằng. À không bằng được đúng không? Làm sao quán này được. Cái này sắt. Rồi đây đây cả nhà. Đây hôm nay em tiếp tục vào chỗ một ông chủ tức là cũng có nhiều dàn và cũng kêu lê tuấn đến để chia lại cho anh em trên cộng đồng mạng những cái chảo sáu. Đây và kia thì những cái kia thì Lê Tuấn không nói đúng rồi nhưng mà Lê Tuấn chủ yếu là bây giờ thấy một cái dàn chảo này là chảo uh, coi như hòa tiến chảo ba hòa tiến mà chủ nhà nói là rất chỉ là tốt mua lúc trước là đầu ba mươi mấy triệu 35 triệu bây giờ chủ nhà chia lại cho 34 triệu để các bạn ấy. để tất cả là nguyên si thì uh, cái hình dáng thì như vậy nhưng mà giờ em đi vào bên trong thì giá các bạn đã biết rồi nha bây giờ em đi vào trong cho bác biết này nếu bắt đầu xài rồi mà các bác đang thích dòng hòa tiến này thì các bác xem kỹ để các bác mua về là cái này là đúng một tay sách bên đây cái giống ừ. bên đó nhưng mà ừ. chứ bài cái thằng lên đe chạy là phải phải lại lợi ừ. đây các bác này đây là đây là rin của nó này rin trên rin trên này ừ. tức là từ cái độ mà hai cái kiếm vào đây và lên đây là cái rin của nó nhưng mà trong quá trình thì làm tiếp một lỗ này nữa thì là cái, cái 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 xe của 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 chủ nó thấp thì phải hạ xuống đúng không để cho nó vừa dạ, Đúng, rồi, đúng Đấy, rồi. đây thì nhưng mà nếu như các bác mà xe các bác mà như vậy các bác, bác vẫn cứ sử dụng à, cao vẫn sử dụng trên. Đây thì các bác ngắm nhìn nhá. Đây là cái xe cao thấp. Vâng, 34 triệu các bác nha. Đấy, đây có chủ luôn này. Chào đây chào Pháp hay chào Mỹ đây. Chào, chào Mỹ, chào Mỹ luôn, tức là lên của nó luôn. Cái này mà trước mua về là để nguyên vậy luôn nhỉ. Dạ. không? Để đặt nguyên xi si luôn các bác. Đấy quay cả cái chống luôn làm à, cái này, à, là, 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 là này về, là về cháu đô thêm rồi đúng để rồi, để, để, để đây, đây. các ơi. này, đây à, lỗ đây tất cả từ đường à, tất cả những điện hết thì à, nếu chung là có những bác chưa biết như em thì em cảm thấy rất mắc nhưng mà bác nào biết rồi á thì các bác lại lại thấy bình thường nhưng mà em cảm thấy từ cuốn ốc này rồi đến tất cả nó đang còn chắc chắn từ cái à, cái cái nồi ở đây này cái cái cái, cái nắp úp đằng sau ba cái đằng nguyên si hết, có cả cái đó. đây này nè. Ngày xưa thì nó là cái màu vàng các bác nhá, màu vàng này, Và cam. Nhưng bây giờ đã mòn trong quá trình như cái này rồi biết rồi. Đấy, để coi này, đó. Rồi chảo thì uh, ok này, đang còn uh, ấy. chảo mới về mới cày được bảy mẫu đất. Chảo chưa chưa hơn. chưa đây mới cày được bảy mẫu, là đêm về đây luôn. Rồi tất cả các đường nét đằng nguyên si các bác này, đây, các đường nét, đây, chưa nứt kìa. Đấy còn uh, em thì uh, em bán chảo ba hỏa tiến thì có rồi nhưng chỉ có 22 triệu là hết còn dàn này mà dàn nếu như mà chủ à, đừng, tức là đã từng siêu tầm mà chảo xịn như thế này thì các bác nên tức là à, comment cũng như các bác trả giá nghe với nha mấy, thì chủ kêu là 34 triệu đấy đây là thực tế luôn Có chủ luôn Đúng không có để bảo em kêu đấy nha tất cả mọi bánh lái đang nguyên gì đang lớn tất cả chắc chắn ba cái lưỡi mấy mấy cái bánh lái là mới mới hết luôn bảy mẫu trong bảy mẫu đất là đem về đây luôn rồi tất cả các bác cùng xem xét xem cho em tất cả các đường nét đường hàn trì và các đường nội các bác và nhìn như hầu như nó đen toàn luôn tức là để bóng luôn cách đây khoảng một năm em vào mà em thấy thì chủ không bán vẫn chủ vẫn làm tại thì hôm nay em vào đây tiếp thì chủ bảo tôi không làm nữa bởi vì lấy đổi xe khác thì chủ bảo em review trực tiếp lên cho các bác để các bác xem các con ốc này không phải ốc bình thường nữa các bác nhá đấy ốc duyên và tất cả nó ốp rất chắc chắn đây trong quá trình nó cứ điên mùng như thế này là nói về thép tốt để các bác này đó rồi nha tất cả chụp những đằng nguyên xiết hết đây này đấy em lấy gần cho bác xem đây đó tất cả từ cuốn ông nha cho đến tất cả các quen cái chức đang đầy đủ rồi các bác xem cái chỉ có mất một vài cái nhỏ nhỏ là cái cái gạt này cái gạt này là mình đổ thôi về ra mày độ đúng rồi gà độ thôi không không vấn đề gì còn đang nguyên đăng gì Thì, từ từ lò xo nha để đủ ui nhưng còn ốc của nó ốc đây ốc quá xịn không phải nói nhìn kỹ Mới thấy là đẹp coi đây này cái ốc của nó là ốc gọi là cứ nó nó như cái kiểu răng cưa các bạn đây đúng rồi nhìn bông, kỹ bông. ốc bồng nhìn thấy kỹ này. lát chụp luôn từ cái ốc cho đến cái chữ đang nguyên gì đúng phải nói giá trị đây các bạn này nhìn này cái có răng răng luôn như lục lát không mà đấy các bác nhá 34 triệu bằng cái hòa tiễn bốn nay luôn đấy sắt đây dày một phân luôn ơi ui ui hơn phân các bác ai à, rồi, trời phần tám trời ơi phần còn cái 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 kia có có tám ly à ôi <laughs> giờ đất ơi. không kiếp hết <laughs> là giá thân, trị thân. giá trị thiệt đồng nhìn càng kỹ mới thấy nó là, là nó nó tiền nó, nào, à, nào của nay các bác rồi tạm thời như vậy có nhá đại ba triệu các bác điện thoại cho em hòa tiên à đưa quên đưa trước đâu quên nãy giờ quên <laughs> đỗ văn chào Chảo làm bói cày đúng 7 mẫu rồi chứ Đấy, không coi cháu rồi là phát trinh rồi đó Rồi 63 các bác 63 năm Đăng Nguyên Sĩ si luôn 63 <laughs> Đúng chưa? chứ Chảo nha. Đúng chảo mới luôn chứ không Hay là, là... 63 63 Rồi em đua thử cái này cho các bác coi luôn cái cho nó kỹ luôn 63 là văn chảo các bác nha Rồi hết thân chảo 1m53 uh, 52 một mét năm hai. rồi thế thôi. nó bằng cái dàn bảy đó bằng cái dàn đó. rồi tiếp tục rồi chào cái chảo rồi sáu ba luôn. đây chào cái chảo sáu ba. sáu tư gì vậy? sáu năm. sáu năm à? sáu năm. đúng rồi các bác là sáu năm. rồi chào cái chảo sáu năm. chảo sáu mươi ba. rồi đây là một mét. vừa nãy đùa quên một mét ba mươi. một mét năm mươi hai. mét đấy. Rồi. Dài 1 mét 52. Chào cái chảo là Nhưng mà nó cài bằng cái cái cái, rộng tá tác bằng cái hàng đó. Ừ, rồi. À thế à? Dạ. Nhìn như vậy mà đi rộng vậy ạ? Rộng thằng dạ. bảy chảo. Dạ. Chú chỉnh ngang ra chút xíu là bằng bằng Ghê nhỉ. Bằng... bằng, dàn sau. Bằng dàn này đi về xe nó nó chạy nổi hay không? Này là phá lầm, phá lầm, phá lầm. Không phải. Tùy theo chạy nổi hay không ừ. chỉnh cái thằng này. đó à, đúng rồi. Tác rộng hay tác nhỏ. Rồi đây giờ Bây giờ nói này xong rồi các bác quay lại để nhìn cái dàn này với kinh này, đây này. Đây này. Đây các bác con nào này nó to nũng nĩu. các <laughs> bác thấy không? rồi, đây này, chó này. Ui trời, chó chó và với gà nó giống nhau kia. Một màu luôn. Đây ba con. Đây hai con nữa này. Đó mấy con chó này. Đây mấy con chó đẹp lắm. Nhiều lắm chó nhiều, nhiều, làm. Chó nhiều đâu đang ngồi nằm trong này. Ui dụ dưới gầm gà đây này. Khi cầm này có đấy Lúc nãy em nhìn thấy đấy 4 năm qua nằm này tổ Có 1 hecta đất đó mà Rồi ok các bác nhá Vâng và em cũng vừa nãy vừa lên chiếc xe Gunsan 435 Rồi à, 2, 240 Ờ à, ừ, 4255 2 225 triệu Và chiếc Và cái chảo đây siêu chảo Của Mỹ các bác nhá Đấy 34 triệu rồi và cuối cùng thì à, em xin chân thành cảm ơn hẹn lại các bác sau bắt đầu cần chảo ba hoàn tiến mà như em đã quay vừa rồi như trong video các bác nha các bác cái điện thoại cho em không hai em dẫn các bác đến gặp chủ và cuối cùng xin chân thành cảm ơn hẹn lại các bác video sau